Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ hơn của ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Thú thật là tôi không biết rằng có bác nào đã xem clip một cái đoạn phim rất là hay. Bộ phim có mang tên rằng là Father and Daughter. Bộ phim Father and Daughter là một bộ phim đã từng đạt giải Oscar với nói lên là tình cha con. Báo cáo với các bác, khi mà tôi xem bộ phim này lần đầu tiên, đây là một bộ phim tuyệt hay, một bộ phim gần như là chỉ có âm nhạc và nói lên giữa cái tình cha con của mình. Khi tôi sinh bé Kem mà tôi ra thì tôi xem bộ phim này khá là nhiều lần và thú thật có những lần tôi rơm rớm nước mắt. Tình cảm giữa giữa người cha và người con gái của mình rất là đặc biệt. Với người cha thì con gái của mình như là một với con gái của mình, kể cả người con gái có thế nào đi chăng nữa thì với người cha cũng luôn là một đứa bé rất là đáng yêu. Dòng đời thì xô đẩy, một bộ phim rất đơn giản thôi. Một người cha đã ra đi mãi mãi và người con gái vẫn hàng ngày hàng giờ đến cái chỗ mà tạm biệt cuối cùng của người cha của mình. Và từ nhỏ cho tới lớn, từ lúc nhỏ, lúc thiếu niên, thanh niên, có chồng, có con thì với người cha của mình, cô bé đấy lúc nào cũng đau đáu một cái tấm lòng. Đây là một bộ phim phải nói rằng là tuyệt hay, một bộ phim rất cảm xúc và tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần về việc này. Nếu bác nào chưa xem ấy, thì các bác là chỉ cần gõ cái từ Father and Daughter và xem qua cái clip này thì thấy rằng là tình cảm giữa cha con và con gái nó tuyệt vời thế nào. Cho tới tận lúc mà đứa bé mất, nghĩa là các bác tưởng tượng đây, cho tới khi mà thậm chí con gái già rồi, tất cả thay đổi rồi thì người con gái vẫn tìm đến cái nơi mà người cha của mình. Đây là một trong những cái đoạn mà tôi rất là xúc động thật sự. Đây là một đoạn phim mà phải nói rằng là tôi rất là xúc động. Không biết bác nào có con gái giống như tôi không, để thấy rằng là người chúng ta là người cha ấy, chúng ta phải bảo vệ và yêu thương con gái của mình. Cho nên khi mà tôi đọc những cái dòng phải nói rất là vô cảm của cái vụ mà thái trang thì các bác có thể thấy rồi, nhiều bác cũng biết rồi. Nhưng đây là khoảnh khắc buổi sáng thì tôi muốn chia sẻ với các bác là khi đọc những cái dòng rất là vô cảm. Vô cảm, anh ta chỉ khai nhận rằng là anh ta ngay lập tức anh ta vào một cái app điện thoại và anh ta xóa đi toàn bộ những cái camera đã ghi lại cái cảnh mà cô nhân tình của anh ta đã hành hạ con gái của mình đến tận chết. Đến tận chết. Ở clip trước, cách đây khoảng 2 hôm tôi chia sẻ với các bác rằng là tôi đã gọi điện cho những bạn nhà báo và họ nói với tôi rằng là tốt nhất là
Hoàng ơi, tốt nhất là mày đừng có xem. Bởi vì cái cảnh đó nếu mà được đưa lên mạng thì mày sẽ thấy rằng là nó là một sự khủng khiếp, một cái sự khủng khiếp, và nó sẽ gây chấn động toàn Việt Nam luôn. Bởi vì nó quá dã man, nó quá khủng khiếp. Một đứa bé có 8 tuổi thôi mà bị một cô nhân tình, cô ấy đánh đập rồi hành hạ hơn suốt 4 tiếng đồng hồ cho tới tận lúc chết. Và các bạn có thể thấy là thậm chí người cha còn vô cảm và khai nhận rằng một một ngày như là đã từng tự tay đánh con gái của mình, và cũng chứng kiến rất nhiều lần như vậy nhưng mà không làm gì cả, không làm gì cả. Và khi mà sự việc xảy ra thì thậm chí là còn tự tay xóa camera, và bây giờ người ta khôi phục lại, người ta mới nhận thấy rằng là eo ơi, sao nó dã man thế, sao nó kinh khủng thế. Không còn gì để nói với cả cái cặp đôi này, bởi vì nó quá kinh khủng, nó quá dã man, nó quá tàn nhẫn. Nhiều bác comment rằng là như vậy thì tra tấn như vậy thì như là một một kẻ thù, như là một kẻ thù, và dã man như cái thời Trung Cổ. Và tôi không hiểu được rằng là tại sao người lớn chúng ta, nhiều người như anh chị Thái Trang, tôi cố tìm hiểu mãi, tôi thử tư duy, tôi thử xem rằng là tại sao lại có thể coi con gái của mình như là kẻ thù nhỉ? Tại sao nếu như mà mình cảm thấy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, tới cô nhân tình của mình, vậy thì tại sao không trả nó về cho người mẹ? Rất đơn giản mà. Trả nó về cho người mẹ có thể nuôi được mà. Hoặc ít nhất có thể đưa lại cho ông bà nuôi mà. Tại sao lại cứ phải là cố giữ cái đứa bé này? Và tôi cũng thấy rằng cái sự vô cảm của ngay cả chính bố mẹ của anh Trang này, tức là ông bà của cháu gái. Tôi xin mạn phép kể cho các bác nghe một câu chuyện thế này thôi. Sự việc của bên Thái Trang ấy, nó gây xúc động, nó gây ức chế, nhưng mà nó không phải là một trường hợp hiếm. Các bác chỉ cần quen và các bác chơi thân với những luật sư ly hôn ấy, thì các bác thấy rằng là có nhiều cái trường hợp xảy ra như vậy. Ngay tại Bình Dương, lần trước có một cô nhân tình, một bà mẹ cũng mang một cái người nhân tình của mình về sống chung, và cái anh chàng nhân tình kia cũng đánh đứa bé cho tới chết. Rồi cái vụ mà tôi chia sẻ với các bác một lần rồi đấy, một người mẹ sau khi ly hôn mang đứa con gái của mình về sống, nhưng lại sống cùng với nhân tình của mình và cho đứa bé nằm ở giữa, và đứa bé thậm chí rằng là còn viết đơn cầu cứu, bởi vì anh chàng nhân tình của mẹ có những cái hành động sàm sỡ, chạm vào những chỗ nhạy cảm. Vậy mà người ta vẫn để nguyên là như vậy. Nếu anh chị nào mà không không chăm được con cái của mình thì tôi nghĩ rằng là trong xã hội hay ngay cả trong gia đình của mình thiếu gì người chăm đâu. Hay câu chuyện tôi chuẩn bị kể cho các bác đây, đó chính là câu chuyện mà báo cáo với các bác, có một đôi vợ chồng không ở với nhau nữa thì bắt đầu ly hôn. Ly hôn, nhưng mà anh chồng này là một người cũng cũng nhiều tiền như là anh chàng Thái kia, và nhất định phải đòi bằng được nuôi đứa con, và thậm chí còn gài bẫy chị kia, là cho chị kia như kiểu là ngoại tình ấy, giả vờ nhắn tin hay vân vân đó, và như vào ngoại tình này, và để giành được cái quyền nuôi con. Nhưng anh ta giành được cái quyền nuôi con không phải là bởi vì anh ta yêu thương cái đứa bé đó. Anh ta muốn giành cái quyền nuôi con ấy chỉ bởi vì là cái sự sân hận, không muốn rằng cái người vợ của mình có được cái những thành quả, hay như là mình nuôi con của mình nhưng mà hành hạ đứa bé, coi như là cái cách trả thù với người vợ cũ. Và đặc biệt các bác có biết không, anh ta còn chủ động đánh đứa bé rất nhiều lần, đánh đứa bé rất nhiều lần, và đến cái mức độ rằng là ông bà của đứa bé đấy cũng không chịu được khi chứng kiến cháu ruột của mình bị con của mình đánh như thế. Và người ông bà đấy thậm chí đã bỏ tiền ra thuê luật sư, và cả các bác bỏ tiền ra thuê luật sư cho cô con dâu đã ly hôn của mình để giành lại cái quyền nuôi con, nghĩa là coi như là tố cáo chính con đẻ của mình. Và tôi cho rằng đấy là việc làm có trách nhiệm, một việc làm có trách nhiệm của một người đã già như thế rồi, và ông ấy cảm thấy rất là bức bối khi nghe con đẻ của mình đi hành hạ cháu của mình mà không bảo được, cho nên ông đã dùng như thế.
Cho nên tôi cũng cũng cảm thấy rằng là bố mẹ của anh chàng Thái này cũng dường như quá là vô cảm. Tôi nói thật, dường như quá là vô cảm. Khi mà không biết có biết cháu mình bị hành hạ thế hay không. Nhưng mà ông bà cũng không làm gì cả. Và tôi như vậy là cũng chưa chọn cái trách nhiệm của ông của bà. Không biết các bác nghĩ thế nào về việc này. Nhưng mà thú thật, tôi đọc những cái tin này, tôi cũng không muốn chia sẻ với các bác sâu về cái vụ án hay cái tính chất dã man của sự việc. Và tôi chỉ mong muốn rằng là cùng là người với nhau, tại sao chúng ta không yêu thương nhau mà lại cứ phải có những cái kiểu hành hạ nhau như thế. Khổ lắm. Thật sự. Chứng kiến nhiều trường hợp, không chỉ là bé Thái An này, tôi thấy đạo đức của con người ta ngày 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 nó càng xuống cấp, nó càng xuống cấp, và người ta giành giật nhiều thứ chỉ để thỏa cái lòng sân hận của mình, chứ không phải rằng là cái sự yêu thương đến tình mẫu tử, tình phụ tử giữa cha và con gái như một cái bộ phim tôi chia sẻ với các bác đấy, nó rất là đặc biệt. Không biết các bác nào đã biết về bộ phim đấy hay chưa, thì tôi nghĩ rằng là trong một cái quãng mà chúng ta có thể tĩnh tâm được thì chúng ta tĩnh tâm được thì chúng ta hãy xem một lần. Và hôm nay ngày mùng 1 thì bác nào thắp hương, tôi nói thật, bác nào thắp hương hãy hãy cầu nguyện cho đứa bé được siêu thoát một lần nữa. Tôi cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện buổi sáng để chúng ta hiểu rằng chúng ta nhìn vào sự việc đó nhưng cũng rút ra được những cái bài học cho mình và ngay cả cuộc sống xung quanh của mình. Chúng ta không thờ ơ được trước những cái xấu, trước những cái xuống cấp của xã hội. Đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.